Bây giờ thầy kể cái chuyện thầy học trong kinh Di Đà sớ sao, thầy kể câu chuyện quý vị nghe. Chùa Đông Lâm bên Trung Quốc tu tịnh độ, thì chư tăng họ đi làm vườn, họ mới nhặt được cái ổ sáo có con sáu con, họ đem vô chùa họ nuôi. Mấy tháng sau họ lột lưỡi, chư tăng dạy nó niệm Phật. Hòa thượng viện chủ mới nói chùa của mình là tu tịnh độ, cho nên quý thầy dạy con sáo nó niệm Phật, đừng cho nó nói cái gì khác. Nó niệm tinh tấn lắm, hãy ở trong chùa niệm Phật thì con sáo ngoài cái lòng nó cũng niệm Phật. Mấy thời thì nó niệm đủ mấy thời được, được 2 năm. Cái tuổi thọ con sáo nó đâu có sống lâu. Như vậy 2 năm nó niệm Phật với chư tăng ở chùa Đông Lâm. Khuya hôm đó thì chư tăng không nghe con sáo nó niệm Phật, sáng ra ngoài cây lồng thấy nó đứng trên cây lồng đó mà nó chết. Chư tăng mới báo cho hòa thượng viện chủ, con sáo chùa mình nó chết mà nó đứng cho nó không có ngã. Cái việc này đặc biệt lắm, người ta chết cũng ngã, con bò chết cũng ngã, con voi chết cũng ngã, con trâu chết cũng ngã, mà con sáo của chùa Đông Lâm đứng mà chết không có ngã. Hòa thượng viện chủ mới ra xem. Hòa thượng nói về chư tăng, đây là một cái việc hy hữu, các thầy đem con sáo ra ngoài vườn chùa chôn, đưa linh niệm Phật tiếp dẫn cho nó, đồng môn đồng đạo với mình đó. Các thầy làm y lời của hòa thượng viện chủ dạy, đưa linh niệm Phật chôn. Các thầy mới lấy mấy cục gạch, mới sắp chung quanh làm cái mộ con sáo. Sau đó 1 năm thì chư tăng mới đi làm vườn, mới phát hiện rằng chỗ cái mộ con sáo đó mọc lên cái bụi sen, có lá, có hoa, có trái, mà cái mùi sen của cái mùi thơm của hoa sen nó ngào ngạt cả cái vườn chùa đặc biệt. Chư tăng mi đứng suy nghĩ, sen nó mọc ở dưới ao sao mà mọc ở trên gò, cái chuyện đó hy hữu. Quý vị có đồng ý chuyện đó không? Sen mọc ở dưới ao, có nước, có bùn, sen mà nằm mọc ở trên gò chùa là cái chuyện hy hữu. Các thầy mới báo cho hòa thượng viện chủ. Hòa thượng ra, hòa thượng thấy thôi để đó, các thầy để yên đó. Hòa thượng mới viết một cái phong thư mời vua Đường đến để xem. Bởi vì vua Đường là một Phật tử, mà nếu như vua mà tới mà thấy cái chuyện con sáo ở chùa Đông Lâm thì nhà vua tăng cái niềm tin đối với Phật pháp. Hòa thượng viết cái thơ cho người mang cái thơ đi mời vua tới. Vua nghe cái chuyện hy hữu của chùa, nhà vua mới tới bỏ xe ngựa ở ngoài cổng chùa đi bộ vô. Hòa thượng mới dẫn vua ra tới cái mộ chỗ cái bụi sen đó. Nhà vua thưởng thức xong, nhà vua mới cảm kích. Nhà vua làm cái bài kệ 4 câu để khen thưởng con sáo chùa Đông Lâm. Nội dung cái bài thơ đó thế này: nhất hữu linh cầm biệt biệt nhi, giải tòng tăng khẩu niệm A Di,
lập vong lung bê hồn nhàn sự, tử quá liên qua dạ thế kỳ. Tạm dịch cái bài thơ đó: có một con chim biệt biệt nhi, cái tên riêng của nó, nó nghe thầy dạy niệm A Di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng mọc sen thê mới kỳ. Như vậy mình suy nghĩ mình thua con sáo. Thua con sáo chùa đông lắm. Mà cái bài thơ đó không phải nhà chùa làm, mà nhà vua làm. Khi thầy học Di Đà sớ sao, hòa thượng Trí Thủ dạy, trong đó có cái bài thơ đó thầy thuộc lòng tới bây giờ kể quý vị nghe.